Rồi hôm nay chị sẽ chữa cho các bạn sang đến cái phần tiết thứ 84, phần tổng ôn phần 8 nhá, được chưa nhỉ? Thì đầu tiên thì mình sẽ ôn tập lại, tổng ôn lại về cái phần ngữ pháp liên quan đến tiết ngày hôm nay. Đó là phần gì đấy nhỉ? Phần từ đấy nhỉ? Phần từ, ok không? Nào, các bạn ghi bài chị đi. Thì đối với cái phần này ý, trong đề thi thì nó sẽ xuất hiện theo cái dạng đó là rút gọn. Mệnh đề đồng chủ ngữ rút gọn, mệnh đề rút gọn khi hai mệnh đề đồng chủ ngữ nhé. Này, khi hai mệnh đề đồng chủ ngữ, nếu nhà đồng chủ ngữ, thế thì ở cái trường hợp này nó sẽ xảy ra hai trường hợp, tức là nếu hai mệnh đề diễn tả hai cái hành động xảy ra gì nhỉ, xảy ra liên tiếp nhau. Liên tiếp nhau tức là hầu như là khoảng cách giữa hành động nó không có thời gian ở đấy, đúng nhỉ? Kiểu như khoảng cách thời gian giữa hành động nó rất là ngắn, kiểu như là trong nháy mắt luôn ý, được nhỉ? Nó hành động, nếu hai mệnh đề diễn tả hành động liên tiếp xảy ra, được chưa? Thì khi nó là câu chủ động mình sẽ chia ở dạng là verbing, còn khi nó là dạng bị động thì mình sẽ chia là be gì, be true, được nhỉ? Cách sử dụng thứ hai là nếu một mệnh đề diễn tả một cái hành động xảy ra trước và gì đây nhỉ, xong rồi mới đến gì đấy, mới đến hành động kia, được chưa nhỉ? Mới đến hành động kia thì khi nó là dạng câu chủ động mình sẽ chia là gì đấy, having, having cộng với be true. Còn bị động thì mình sẽ chia là gì đây nhỉ? Having been cộng với be true. Ok chưa nhỉ? Having been cộng với be true. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Đó, thì cái phần lý thuyết ngày hôm nay của chúng ta nó chỉ có vậy thôi. Đấy là nó rất là ngắn. Ok không? Thì bây giờ nhá, ghi chép cho chị cái phần lý thuyết cần đặt vào. Và khi làm cái dạng bài này thì đầu tiên ý, thực ra trong đề thi các bạn người ta sẽ cho sẵn luôn là hai là cái trường hợp đấy là cái trường hợp đồng chủ ngữ rồi, thì cái quan trọng của các bạn là các bạn sẽ phải cân nhắc xem là hai hành động của hai mệnh đề người ta cho đề bài người ta cho ấy là liên tiếp nhau hay là xảy ra trước sau, đúng nhờ? Rồi chúng ta sẽ quay trở lại về cái phần bài tập liên quan đến bài ngày hôm nay nhá. Mình sẽ làm phần ngữ pháp trước nào. Với câu một tình huống là gì đây? À, cảm thấy bố của cô ấy tức giận thì cô ấy đã gì đấy, rời khỏi phòng một cách lặng lẽ. Tức là cái việc mà cô ấy cảm thấy bố cô ấy tức giận phát là cô ấy lặng lẽ cô ấy rời khỏi phòng luôn, đúng không? Thì đấy là hai hành động liên tiếp nhau. Vậy thì liên tiếp nhau chúng ta sẽ sử dụng là gì đây nhỉ? Feeling. Ok nhỉ? Đáp án là A. Verbing. Bởi vì là cái việc cảm nhận nó gì đây nhỉ? Nó chủ động được. Được chưa? Thế nên là chủ động và liên tiếp nhau thì mình sẽ chia dạng là verbing. Còn câu số 2 của chúng ta là gì? Là sau khi rời khỏi trường thì anh ấy đã làm việc tại một cái nhà hàng, đúng không? Tức là cái hành động mà rời khỏi trường ấy nó xảy ra trước cái hành động mà anh ấy làm việc ở tại nhà hàng, tức mình phải rời khỏi trường, mình phải ra trường rồi đúng không nhỉ, thì mình mới gì đấy, mình mới làm việc ở nhà hàng, ok không nhỉ? Thế nên là ở đây chúng ta sẽ gì đấy nhỉ, sẽ chia ra là gì đấy, hành động này nó sẽ xảy ra trước đúng không? À sorry các bạn, sửa lại chỉ cái này nhá, left, ok không nhỉ? Left. Thế nên là với câu này của chúng ta mình sẽ gì đấy nhỉ, chia là having left sau khi rời khỏi trường đúng không nhỉ, thì anh ấy đã làm việc tại một cái nhà hàng, được chưa nhỉ? Từ từ nhá, cái từ leave, no, sorry các bạn, rồi chị hiểu vì sao mà câu 2 này nhá. Đây đây, câu 2 này các bạn hình dung như này này, cái từ leave school ấy đúng nhở, nó là rời khỏi trường nhưng mà nó không hẳn là ra hẳn trường đâu đúng không, chỉ gọi là rời khỏi trường tức là mình không ở đấy nữa thôi, mình rời đi đến một cái địa điểm khác thôi đúng không? À rồi, thế thì ở đây có nghĩa là anh ý kiểu như là anh ý rời khỏi trường rồi anh ấy đến làm việc ở nhà hàng luôn ý, kiểu như là đây là hai hành động liên gì, liên tiếp nhau, sorry các bạn đúng không nhở, sorry. Nhiều 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 bạn là nghĩ là từ left school có nghĩa là gì ạ, left school là ra khỏi trường, là không phải tốt nghiệp thôi thì mới gọi là ra hẳn trường đúng không nhở, nên câu này nó phải chia là leaving, ok sorry các bạn nhá. Đó, bởi vì là cái từ leave school leave có nghĩa là mình rời khỏi địa điểm này đến một địa điểm khác ấy, từ rời từ nơi này đến nơi khác, ok nhỉ? Đó, thế anh ý rời khỏi trường thì anh chưa hẳn là ra ra trường kiểu kiểu thế, tức là chỉ rời rời trường đến nhà hàng để làm việc ấy, ok không nhỉ? Đó,
Như vậy đây là hai hành động liên tiếp nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là baby. Baby chứ nó không ám chỉ là cái hành động này phải xảy ra xong rồi mới đến hành động kia hay là nhấn mạnh vào tính trước sau của nó đâu, đúng không? Là mình rời khỏi trường mình đến cái nhà hàng này nó vẫn là trong một cái quá trình đấy, một cái lộ trình đấy, em hiểu không? Thế nên là chúng ta sẽ lựa chọn là leaving nhá. Câu 3 nè. À, nộp cái bản báo cáo cho quản lý và cô ấy mới quyết định là nghỉ ngơi. Tức là cái hành động nộp báo cáo nó phải xảy ra xong rồi, xong xuôi hết rồi thì cô mới quyết định là ừ thôi xong hết rồi thì cô mới nghỉ ngơi, đúng không? Vậy thì còn nhấn mạnh vào tính trước sau của hành động. Và việc nộp báo cáo chủ động được nên chúng ta sẽ chia dạng là having cộng với be gì? Be true, ok chưa? Câu số 4, đây trường hợp tốt nghiệp đây, đúng không? Sau khi mà tốt nghiệp khỏi cái trường đại học Harvard, tức là em ra hẳn trường rồi, thì em mới gì đây, em mới xin việc, xin vào một cái vị trí ở một cái công gì đây, công ty lớn, đúng không? Thế thì hành động mà ra trường nó phải xảy ra gì? Xảy ra xong rồi thì mình mới gì đây, mình mới đi xin việc được. Thế thì ở đây của chúng ta là gì đây nhỉ? À, mình sẽ lựa chọn dạng là having cộng be true. Và trong trường hợp này thì tốt nghiệp chủ động được nên là chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? C, được chưa nhỉ? Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5 nhé. Câu 5 của chúng ta là gì đấy? À, xem cái bộ phim này từ tuần trước và tôi không muốn xem lại nó nữa. Tức là tuần trước ấy, mình xem là nó hành động đấy nó phải xảy ra xong rồi, đúng không? Kết thúc ở trong quá khứ rồi mà. Còn bây giờ, tính đến bây giờ là tôi không muốn xem lại nó nữa, đúng không nhỉ? Tức là hành động nhấn mạnh vào tính trước sau rồi và việc xem phim chủ động được. Chủ động được thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là gì đây nhỉ? Having seen A nhá, ok chưa? Được chưa nhỉ? Nào, với câu số 6 nhá. Với câu số 6 thực ra là gì đây nhỉ? Cái việc mà hoàn thành kế hoạch này này, đúng không? Sau khi mà hoàn thành kế hoạch thì chúng tôi đã đi nghỉ ở Hawaii. Thì các bạn hình dung là gì? Bình thường ý, mình sử dụng bởi vì cái after này nó nhấn mạnh là hành động đấy nó đã xảy ra trước rồi, tức là sau hành động này thì mới đến hành động này, ý là như thế. Tức là nó có nhấn mạnh vào tính trước sau của hành động. Thế nhưng vì trong trường hợp nhá, nếu như trong trường hợp này mình có thể sử dụng là having cộng be true. Nếu mình gì đây nhỉ? Bởi vì ở đây nó có after, tức là nó đã thể hiện là ý là sau đó rồi, thì mình sẽ không sử dụng cái having cộng be true đấy nữa. Còn trường hợp mình có thể sử dụng having cộng be true nếu như ở chỗ này nó không có after thì mình sẽ gì đây nhỉ? Dùng having cộng be true được. Nhưng vì người ta để ở đây là after rồi, mà lúc này after nó coi là một gì đây nhỉ? Một giới từ. Thế nên là sau đấy mình phải dùng là verb gì? Verb be. Còn trường hợp là mình vẫn có thể sử dụng là having cộng be true. Được chưa nhỉ? Khi mà mình không dùng after ở đây, được chưa nhỉ? Bởi vì khi em dùng having cộng be true là em đã hiểu là sau khi hoàn thành kế hoạch này thì chúng tôi đi nghỉ ở Hawaii, các bạn hình dung ra được không nhỉ? Đây là trong trường hợp khi mình biết là nó nhấn mạnh vào tính trước sau rồi, nhưng mà người ta lại để after đây thì các bạn nhớ là after đi với verb thì lại mang cái nghĩa là nhấn mạnh vào tính trước sau của hành động đấy nhá. Ok em nhỉ? Nó bằng với having cộng be true luôn. Chính bằng với cả having cộng với be true, được chưa? Đây là có after rồi thì mình sẽ dùng với cả verb gì rồi, verb in thôi, được chưa nhỉ? Đó. Rồi các bạn hình dung là nếu mà trước cái chỗ cần điền thì nó không có giới từ, đại đa số không có giới từ đi kèm thì chúng ta hay sử dụng là having cộng be true, đúng không nhỉ? Còn có giới từ đi kèm thì mình hay sử dụng dưới dạng là verb in, đó, kiểu thế. Được chưa? Nào. Câu 7 này như là bị sai, bị lỗi đề sao ấy. Chứ rồi câu 7 này nó bị nhầm với là kiểu như là bị lỗi đánh máy đấy, bị lỗi đánh xuống với cả cái câu ở dưới, ok em nhỉ?
Câu này, câu này thôi rồi, câu 7 các bạn bỏ qua ra cho chị đi. Câu 7 bị lỗi đề mà thôi, để cho nhà. Rồi chúng ta chuyển xuống câu số 8 nhá. Câu 8 là tất cả những cái, tức là kiểu như là gì đấy nhỉ? Photo, đúng nhỉ? Photo, tất cả những cái giấy này thì đặt chúng vào trong cái tập tài liệu. Tức là photo xong hết rồi thì mới gì đấy, đặt chúng gọn gàng vào trong một cái tập gì đây nhỉ? Tập file. Thì tức là hành động này bởi vì đã rồi, tức là gì đấy nhỉ? Là phải xong hết rồi đúng không? Thì chúng ta mới gì đấy? Thì chúng ta mới gì đây nhỉ? Mới xếp gọn chúng vào một gì đây nhỉ? Một cái file tập tài liệu ý. Thế thì ở đây là có nhấn mạnh vào tính trước sau. Và sao ra thì photo tất cả giấy này thì chủ động được. Nên là chúng ta sẽ sử dụng là gì đây nhỉ? Having cộng với Pichu. Daddy ok chưa nhỉ? Đó. Được chưa nhỉ? Câu 9 nè. Câu 9 nhá. Câu 9 của chúng ta tình huống đây là gì đây nhỉ? Xem nào. Sau khi mà Louis đúng nhờ, tình huống đây là viết luận đúng không? Viết bài luận ấy. Vậy thì ở đây mình sẽ hình dung là gì đây? Phải viết xong rồi thì mới nộp cái bài đấy cho giáo viên đúng không? Nhấn mạnh vào tính trước sau thì nên là gì đây? Với cái hành động là viết bài luận, Louis viết bài luận là chủ động được, nên chúng ta sẽ lựa chọn luôn đáp án là gì đây nhỉ? Ok chưa? Được chưa? Nào, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhá. Chuyển sang câu số 10. Tức là nhìn xuống cái tòa tháp thì thấy rất là nhiều người đang đi bộ trên phố. Tức là các bạn hình dung là trong cái tình huống này là mình nhìn xuống đúng không? Là mình thấy luôn được ấy, đúng không? Tức là nó không có nhấn mạnh vào là cái này nó sẽ xảy ra xong rồi mà đến cái kia đúng không? Trong tình huống này thì không nhấn mạnh vào cái đấy. Thế nên là gì đây nhỉ? Hai hành động này là liên tiếp nhau. Và cái việc mà chúng tôi gì đây nhỉ? Nhìn xuống đúng không? Chúng tôi nhìn xuống. Thế thì nhìn xuống ở đây thì chủ động được. Chúng ta sẽ dùng luôn là verb gì đấy? Verb in, ok nhỉ? Câu 11 là việc sửa chữa ô tô rồi là mang nó ra để đi ngoài đường để kiểm tra. Thế thì việc mà sửa chữa ô tô này, cái hành động sửa nó phải xảy ra xong rồi. Tức là sau khi mình sửa thì mình mới mang nó ra để kiểm tra được chứ. Thì hành động này xảy ra trước cái này và anh ấy sửa chữa là chủ động được. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là gì? C, để cho nha. Câu 12 là cầm cái điện thoại lên và Michelle đã bấm số luôn. Tức là mình cầm lên là mình bấm số luôn đúng không? Là hai hành động liên gì đấy? Liên tiếp nhau. Nên chúng ta sẽ lựa chọn luôn đáp án là gì đây nhỉ? Taking, verbing. Và cái việc mà cầm là chủ động được em. Ok em nhỉ? Câu số 13 nào. Làm nguyên cả một ngày, đúng nhờ. Và cô ấy đã bị kiệt sức. Tức là mình hình dung là kiệt sức là bởi vì mình đã làm việc rất là vất vả, đúng không? Tức là Sarah đã làm việc rất là vất vả. Và cái hành động làm việc đấy nó phải xảy ra xong xuôi hết rồi thì mình mới gì đấy nhờ, cảm thấy là mình quá là kiệt sức rồi, đúng không? Vậy thì xảy ra trước thì chúng ta sẽ dùng là having cộng với P gì? P true. Đáp án mình sẽ lựa chọn là đáp án C. Câu số 14 là gì đấy? Tiêu xài hết tất cả tiền thì Daniel không thể chi trả được cái áo khoác này. Tức là phải tiêu hết sạch rồi đúng không? Hành động này nó phải xảy ra xong rồi thì nó mới tới cái hành động này, là lúc này mình không còn đủ tiền để mình chi trả cái này nữa đúng không? Phải muốn nhấn mạnh là sau khi tiêu hết tiền đúng không? Thì Daniel mới không thể đủ, xoay sở đủ đúng không? Hành động là sau khi như thế này thì mới đến cái này. Thì chúng ta sẽ chia ra là having cộng với Pichu. Đáp án mình sẽ lựa chọn là baby. Để xem nhỉ? Câu số 15 nào.
Nè. Câu số 15 ở đây là gì đây nhá? Kiểu như là đi vội vã, đúng nhờ, vội đi vội vã đến gì đây, đến bệnh viện và Daisy đã không thấy Peter đang vẫy gì, vẫy tay với cô ấy, đúng không? Tức là gì đây nhỉ? Đi vội vã đến bệnh viện, tức là đi lướt nhanh quá ấy, và đã không để ý đến là Peter đang gì đây, vẫy cô ấy, tức là hành động ở đây là gì đây nhỉ? Đi vội vã vụt qua luôn, tức là gì đấy, và không để ý. Thì giữa hai hành động này là hai hành động liên gì đấy, liên tiếp nhau, đúng nhỉ? Thế nên là gì đấy nhỉ? Mình sẽ lựa chọn ở dạng là verb gì đấy, verb in, ok chưa? Đó. Như vậy chúng ta sẽ chọn là đây, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ gì đây nhỉ? Quay trở lại cái phần phần từ vựng và đọc hiểu ngày hôm nay nhá. Như vậy thì đối với cái phần kiến thức về ngữ pháp thì các bạn chỉ cần nhớ cho chị là trong đề thi thì nó sẽ cho các bạn tình huống là hai cái hành động đấy nó sẽ đồng chủ ngữ luôn. Và cái nhiệm vụ của các bạn đó chính là gì đây nhỉ? Chỉ cần án chừng lại xem là hai hành động đấy là trước sau hay là liên tiếp nhau. Thế thì khi mà xác định được trước sau hay là liên tiếp nhau rồi thì còn phải để ý xem là nó chủ động hay là nó bị động nữa, được chưa nhờ? Ok chưa? Rồi, chúng ta quay trở lại về cái phần từ vựng và đọc hiểu ngày hôm nay nhá. Với câu 1 của chúng ta là gì đây? Chi phí của cái việc là đăng cai cái Thế vận hội Olympic ấy, đúng nhờ? Thì nó có thể như thế nào đấy? Hàng chục tỷ đồng, hàng chục tỷ đô la. Và thông thường, đúng nhờ? Thông thường thì ngân sách sẽ gì đây? Ngân sách nó sẽ tăng gấp gì đây nhỉ? Nó sẽ tăng gấp đôi hoặc thậm chí còn gấp gì đấy? Triple là gấp gì đấy nhỉ? Gấp 3. Như vậy thì ở đây chúng ta có từ out number. Cái từ out number của chúng ta ấy, nó có nghĩa là nhiều hơn về mặt số lượng. Exceed có nghĩa là gì đấy nhỉ? Cái từ exceed có nghĩa là vượt quá. Overdraw có nghĩa là gì đấy nhỉ? Tính tiền quá mức kiểu so với thực tế đúng nhỉ? Và surmount có nghĩa là gì đấy? Là vượt qua khó khăn, thì cái động từ này nó lại bằng với cả từ overcome. Đúng nhỉ? Là vượt qua. Thế thì ở đây là gì đây, cái chi phí đăng cai cái Thế vận hội này này nó có thể gọi là gì đây nhỉ, nó có thể nếu mà nói về tiền thì không phải là số lượng rồi đúng không, nó có thể sẽ gì đây nhỉ, nó có thể vượt quá hàng chục gì đây, hàng chục tỷ đô la. Thế thì ở đây quá hàng chục tỷ đô la thì chúng ta sẽ lựa chọn là gì đây, vượt quá exceed đúng nhỉ, đáp án là bay gì, bay bì, được chưa? Sau đó chúng ta chuyển sang câu số 2. Câu số 2 của chúng ta thì câu này nó liên quan đến kiến thức về một cụm từ cố định. Ở đây thì mình có là gì đấy, mặc dù là cô ấy mặc dù là đã được gì đấy nhỉ, nhắc nhở cách rất là gì đấy nhỉ, nghiêm nghiêm khắc rồi là phải điều chỉnh cái cảm xúc của bản thân, nhưng mà cô ấy không thể ngăn được những cái gì đấy nhỉ, giọt nước mắt rơi đúng không nhỉ. Thế thì ở đây chúng ta có một cái cụm từ cố định, đó là gì đấy, một cái collocation, các bạn có thể ghi lại cho chị là pull oneself together. Together nó bằng có cả recover, recover control of one's emotion. Có nghĩa là gì đây nhỉ? À, điều chỉnh cái cảm xúc của em nhỉ. Điều chỉnh cảm xúc. Điều chỉnh cảm xúc hoặc là khôi phục cái sự gọi là điều khiển cảm xúc ấy, được chưa nhỉ? Tức là điều chỉnh cảm xúc thôi. Thế thì ở đây của chúng ta nhá, mặc dù là được nhắc nhở rất là gì đấy nhỉ, đã được nhắc nhở một cách rất là nghiêm gì đấy nhỉ, nghiêm khắc đúng nhỉ, rất là nghiêm khắc rồi là phải điều chỉnh được cái gì đấy, cảm xúc của bản thân mình. Thế nhưng mà cô ấy lại không thể ngăn được những cái giọt nước mắt đáng đang rơi đúng nhỉ. Thế thì ở đây của chúng ta mình sẽ lựa chọn đáp án theo cái cụm từ cố định đúng nhỉ, phía sau có herself together, mình sẽ lựa chọn là từ pull, ok nhỉ, collocation đấy. Rồi sau đó chúng ta chuyển sang câu số 3. Câu 3 là gì, ở hầu hết các quốc gì quốc gia thì sao chép sách ấy mà không có gì đây nhỉ, không có sự cho phép của nhà ấy, của nhà xuất bản, rõ ràng thì nó chính là gì đây nhỉ,
Nó chính là cái gì đây? Nó chính là một cái vi phạm bản quyền đúng không? Thì câu này thực ra là gì đấy nhỉ? Đây nhé, cái phần chỗ trống mà chúng ta để cuối cùng cho chị nhé. Được chưa? Ở đây thì mình cũng có một cái cụm từ cố định thôi. Ở đây nhá, thứ nhất là xét về nghĩa của từng đáp án ấy. Interference có nghĩa là gì đấy nhỉ? Interference là sự can thiệp. Interpretation là sự giải nghĩa, sự phiên dịch. Sự phiên dịch. Được chưa nhỉ? Infringement có nghĩa là gì đây nhỉ? Infringement là sự xâm phạm, sự vi phạm. Xâm phạm, vi phạm về luật lệ hay là phẩm nhỉ? Để cho con inflation có nghĩa là gì đây nhỉ? Inflation là sự bắt phải chịu, bắt buộc phải tuân theo đúng không? Ok chưa? Như vậy thì với câu này của chúng ta nhá, mình cần có một cái cụm từ cố định đó là gì? Nếu như em nhìn thấy cụm là copyright đúng không? Thì nó sẽ đi với cái danh từ sau. Đó là gì? Infringement. Nó mang về nghĩa là sự vi phạm bản quyền. Như vậy theo cụm từ cố định này thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là gì đấy? C, đúng không nhỉ? Rồi, câu số 4 này. Câu 4 của chúng ta thì mình thấy phía sau có giới từ chung. Thì ở đây thì từ approach nó cũng đi với giới từ chung, nó lại mang đến nghĩa là tiếp cận với. Tiếp cận với hoặc là gì đây nhỉ? Tiếp xúc với. Tiếp xúc với đúng nhỉ? Hoặc là phương án giải quyết cho vấn đề gì? Cho vấn đề gì được chưa? Từ range thì cái này nó sẽ không gì đấy nhỉ, không đi với gì đấy, không đi với giới từ phía sau nhé, được chưa? Không đi với giới từ phía sau. Rise to thì nó có nghĩa là gì đấy nhỉ? À, lên đến hoặc là tăng đến nhỉ. Còn go to thì có nghĩa là gì đấy? Đi tới thôi. Ok không? Thế trong tình huống này của chúng ta này thì các bạn thấy là gì, phía sau có từ fame đúng không nhỉ? Thì nhớ nghe chị đến cái cụm từ đó là gì đấy nhỉ? Right to fame nó bằng với cả become famous, có nghĩa là trở nên nổi tiếng. Trở nên nổi tiếng, ok nhỉ? Đó, như vậy thì theo cụm từ cố định thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án là gì? Thế thì ý câu này là trở nên nổi tiếng khi mà còn thì đấy nhỏ, còn nhỏ ấy, thì nó sẽ có thể gây ra một cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cái sự gì đấy nhỉ? Sự phát triển về tâm gì đấy, sự phát triển về tâm lý nhé. Về tâm lý, ok chưa? Đó. Phát triển về tâm lý. Được chưa nhỉ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5 nhá. Câu 5 của chúng ta thì liên quan đến kiến thức về gì đấy nhỉ? Cụm động từ. Thứ nhất là chúng ta có cụm động từ mạnh thạo thì có nghĩa là gì đấy nhỉ? Trang điểm này. Rất là nhiều ý em ạ. Trang điểm này, rồi là bịa đặt này. Mang là trang điểm này, bịa đặt này, hoặc là làm bù này. Nhá. Turn out thì có nghĩa là gì đấy? Hóa ra. Put on thì có nghĩa là gì đấy nhỉ? Tăng thêm hoặc là tăng cường đi đúng nhỉ, hoặc là mặc lại đúng nhỉ. Và check out thì có nghĩa là cất cánh hoặc là gì đấy nhỉ, cởi bỏ đúng nhỉ.
Như vậy trong tình huống câu này là gì? Thành phố gì đây nhỉ? Thành phố biển thì đang như thế nào đấy? Thêm cái xe buýt trong mùa hè bởi vì là có một cái sự gì đấy nhỉ? Có một cái sự tăng đáng kể về số lượng khách du lịch đúng không? Vậy thì ở đây là đang gì đấy? Đang gia tăng thêm đúng không? Tăng thêm cái lượng xe buýt đúng không? Thế thì ở đây tăng thêm cái gì? Người ta sẽ dùng là put on. Em nhỉ? Put on. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang gì đấy nhỉ? Sang bài tìm từ đồng nghĩa nhá. Bài tìm từ trái nghĩa được chưa nhỉ? Câu số 6 nè. Câu số 6 đây nhá. Nhiều bạn nhìn cái này tưởng là cái bánh quy thông minh đúng không nhỉ? Nhưng mà các bạn nhớ giúp chị cái từ smart cookie, nó có nghĩa là người thông minh nhá. Người thông minh. My brother is definitely a smart cookie, one of the most intelligent people I know. Anh trai của tôi thì chắc chắn là một cái người thông minh, một trong những người thông minh nhất mà tôi biết đúng không nhỉ? Như vậy thì ở đây của chúng ta là gì đấy? Đáp án đây của chúng ta clever person nó có nghĩa là người thông minh đấy. Cookie lover thì không có nghĩa này. Tự thượng là cũng không dùng đâu. Thì ở đây của chúng ta là gì đấy nhỉ? Người thông minh đó là người đẹp trai đó thì chúng ta sẽ thì nhầm chọn nghe đáp án là gì? Ơi ok nhỉ? Câu số 7. Câu số 7. Câu số 7 của chúng ta là chúng tôi như nào đây nhỉ? Đã từng khá là gì đấy nhỉ? Khá là hòa hợp với nhau, sống tốt với nhau. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi đã như nào đấy? Chúng tôi không còn kiểu như là không còn yêu nhau nữa khi mà gì đấy nhỉ? Khi mà chúng tôi bước vào đại học. Thế thì cái từ fail not của chúng ta hay nó có là bất. Đấy nhỉ? Thì đáp án A của chúng ta là gì đấy? Fell down together có nghĩa là ngã vào nhau. Disagreements có nghĩa là gì đây nhỉ? Có bất đồng nhỉ? Get on well có nghĩa là gì đây nhỉ? Hòa thuận. Và dislike the same things là gì đây? Không thích những thứ giống nhau. Như vậy thì trong tình huống câu này nhé, cái này là ngã này ngã. Thế thì bằng nghĩa thì ngay lập tức chúng sẽ lựa chọn được đáp án là gì nhỉ? Bởi vì cái gì nhỉ? Câu số 8 á. Câu 8 của chúng ta là thật khó để có thể như thế nào để train it, bởi vì là điện thoại của ấy, nếu mà nói về điện thoại thì chắc chắn là không thể liên lạc được đúng không? Thì cái từ get through đúng không? Có nghĩa là liên lạc qua điện thoại đấy. Ngoài
Ngoài ra thì phần 3 có nghĩa là vượt qua cái kỳ thi hay là hoàn thành kỳ thi nào đấy, các bạn có nhớ không nhỉ? Có hai trường nghĩa nhá. Thế thì với câu này của chúng ta mình có đáp án ngay mạnh thân chạy có nghĩa là liên lạc với. Get away from có nghĩa là gì đây? Tránh xa. Run into tình cờ gặp. Và nhớ lại cái từ run into này nó bằng với cả come across. Have a runway có nghĩa là cãi nhau với ai. Được chưa? Như vậy thì với câu này của chúng ta mình sẽ lựa chọn của ta là gì ở đây? À, mình cần check vậy. Đáp án sẽ là gì? A nhá, được chưa nhỉ? Nè, câu 9 nhá. Câu số 9 nè. Cái kỳ vọng, đúng nhỉ? Cái kỳ vọng là chúng ta phải để nhà phải khen ngợi cái trường đại học vì những cái gì đấy, vì những cái thành công của nó, đúng nhỉ? Đồng thời là phải gì đấy nhỉ, phải như thế nào đấy, cái thất bại đúng không, tức là kiểu đẹp đẽ thì phô ra một số sai thì đậy lại đấy đúng không, thì cái từ thì đấy glossing over nó có nghĩa là che đậy đúng không. Thì cái từ reveal của chúng ta ấy thì có nghĩa là để lộ. Bài này nhớ là đang tìm từ trái nghĩa nhá. A conceal có nghĩa là giấu giếm. Disguise gì? Có nghĩa là gì đấy? Cải trang, ngụy trang. Obscuring có nghĩa là gì đấy nhỉ? Tối tăm mờ mịt. Như vậy thì với câu này của chúng ta thì mình có gì đấy nhỉ? Glossing over. Nhờ, là che đậy thì chẳng nghĩa là gì đây nhờ, để lộ, ok em nhờ. Được chưa, như vậy thì câu 9 chúng ta sẽ lựa chọn đảm bảo là A, ok. Nè, câu số 10 nhá. Câu số 10 của chúng ta là gì đấy nhỉ? Các trận đấu thì nó diễn ra cho đến tận là gì đấy nhỉ? 10 giờ tối muộn đúng không nhỉ? Tức là diễn ra muộn nhất cho đến tận 10 giờ tối vào gì đấy nhỉ? Vào thứ 7 và thậm chí là gì đấy? Sau đó trận chung kết hạng A đúng không nhỉ? Và sau đó là cho đến tới tận chung kết hạng A phải được hoãn đúng không nhỉ? Hoãn sang tận ngày hôm sau thì cái từ carry over của chúng ta có nghĩa là trì hoãn đấy nhá. Trì hoãn. Đấy thì đáp án này của chúng ta có từ bring forward có nghĩa là gì đấy nhờ, rời ngày lên trước hoặc là khởi xướng hoặc là đưa ra, nó có rất là nhiều nghĩa nhé, nó mang cái nghĩa là rời cái ngày nào đấy lên gì lên trước đúng nhờ, hoặc là khởi xướng hoặc là đưa ra. Postpone có nghĩa là gì đấy nhỉ? Trì hoãn. Implemented đúng nhỉ? Implemented có nghĩa là gì đấy? Thi hành. Và put off có nghĩa là trì hoãn. Như vậy thì trì hoãn tức là rời ngày ra đến tận ngày hôm sau đúng không? Thì trái nghĩa về nó tức là mình sẽ chuyển ngày lên trên gì trước đó đúng không? Thì trái nghĩa chúng sẽ lựa chọn đáp án là gì đây nhỉ? A nhá, ok chưa? Nè,
Chúng ta có đáp án ở đây nghĩa là về bản chất là be based on có nghĩa là gì đấy, được dựa trên. Imply có nghĩa là ngụ ý. Và cái này nó có nghĩa là gì đấy nhỉ? Không phụ thuộc vào. Đó. Không phụ thuộc vào. Thì it boils down to one simple fact. This is a society we want it for rather than results. Thì ở đây có nghĩa là gì đấy nhỉ? Nó là nguyên gì? Nó là một cái nguyên nhân của một sự thật đơn giản. Xã hội này thì thường cho những cái nỗ lực hơn là cái gì đấy, kết quả. Thì cái cụm từ boil down to nó có nghĩa là gì đấy nhỉ? Cái cụm từ này có nghĩa là nguyên nhân của một cái sự thật gì đấy, đúng nhỉ? Tức là nó sẽ phải phụ thuộc vào một cái gì đấy, ok em đúng không? Tức là cái này nó phải là một cái nguyên nhân, nó phụ thuộc vào một cái gì đấy nhỉ? Một cái sự thật đơn giản, ok em nhỉ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án là gì đấy nhỉ? Tức là nó phụ thuộc vào, nó dựa trên, đúng không? Dựa trên cái gì đấy thì trái nghĩa chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là cái gì đấy? Daddy. Nhập. Như vậy con 11 chúng ta sẽ lựa chọn đáp án này đi nhá. Rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang bài đọc nhiều ngày hôm nay được chưa nhá? Nè. Câu nào sau đây có thể là ý chính của đoạn văn, ok nhỉ? Thì đáp án A của chúng ta nhá. Đáp án A là nhiều công việc thì sẽ như là nhiều công việc thì sẽ biến mất trong tương lai, đúng không? Maybe là gì đây nhỉ? Trí thông minh nhân tạo thì sẽ thay thế cái vị trí của gì đấy, vị trí của các công nhân trong hầu hết tất cả những cái công gì nhỉ, công việc. Và C là gì đấy nhỉ, cái công việc sản xuất ý, đúng không? Cái công việc sản xuất thì nó gì đấy nhỉ, nó được dự đoán là sẽ là những cái công việc như nào đấy, đầu tiên như nào biến mất. Và đây đi là gì đấy nhỉ, cái thay đổi công việc mà không còn là một cái xu hướng mới trong tương lai nữa. Thế thì ý của cái tình huống câu này đúng không nhỉ? Mình sẽ căn cứ vào cái đoạn thứ nhá. Bởi vì thường là ý chính chúng ta cứ đọc cho chị cái đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm ra được ý chính của nó là gì. Ok nhỉ? Thì ngay cái đoạn đầu tiên còn nói về cái chiến dịch gì đấy nhỉ? Cái chiến dịch tranh cử đúng không nhỉ? Chiến dịch tranh cử của ý của Trump đã gì đấy nhỉ? Cái chiến dịch tranh cử của Trump thì nó đã kéo cái việc mà làm trở lại. Tức là kéo cái việc mà làm trở lại của các cái gì đấy nhỉ? Của các cái đó. Bờ biển Mỹ mặc dù là gì đấy, mặc dù là các cái sự cơ giới hóa nhé, mặc dù là cái sự gì đấy nhở, mặc dù là cái sự cơ giới hóa là cái gì đấy, cái lý do lớn nhất, nó là cái lý do lớn nhất, ok nhở, khiến cho cái việc làm trong cái sản xuất nó đã biến gì, biến mất đúng nhở. Tức là ngay đoạn đầu này đã nói về cái việc biến mất của nhiều cái công việc trong tương lai, đúng không? Nó đặt đến đặt ra cái vấn đề là mất công việc trong tương lai, đúng không? Rồi là nói về những cái tổn thất tương tự đã dẫn đến cái phong trào hoặc là gì đấy nhỉ? Đã dẫn đến cái phong trào dân túy ở một số những cái quốc gia khác. Thế nhưng mà thay vì đó, nhưng mà thay vì một cái tương lai gì đấy nhỉ? Thay vì một cái tương lai là tăng trưởng của Việt Nam, đúng không? Thay vì tương lai tăng trưởng thì các nhà kinh tế hội đồng quản trị dự đoán là gì đấy nhỉ? Dự đoán là sẽ còn cái thiệt hại hơn, tức là cái đề cập của cái nguyên cái đoạn này chắc chắn nó đang nói về cái vấn đề là gì đấy nhỉ, nó đang nói về cái vấn đề là nhiều công việc nó sẽ biến mất ở trong tương gì đấy, trong tương lai đúng không? Vì là ngay đầu tiên bài này đang nói về những công việc trong tương lai và ngay đầu tiên nó đặt giả định là về cái sự biến mất, thì ý chính của đoạn văn này chúng ta sẽ lựa chọn đáp án ơi được chưa nhỉ, ok chưa? Câu tiếp theo là câu hỏi suy luận từ đoạn 2 về cái cụm blue and white color jobs related to. Có thể suy ra từ đoạn 2 về cái cụm từ này có liên quan đến cái gì? Đáp án đây là nói về những cái người mà gì đây nhỉ? Người mặc đồng phục màu xanh và màu trắng. Maybe là những cái người được gì đấy, được phân biệt qua gì đây nhỉ? Qua cái màu sắc của cổ áo nhỉ? Đó. Người mà được phân biệt qua màu sắc của áo. Và C của chúng ta là gì đây nhỉ? Là những cái người lao động chân gì đấy, những cái người lao động chân tay. Đúng nhỉ? Những người lao động chân tay trong ngành công nghiệp và những cái gì đây nhỉ?
cái nhân viên mà làm việc ở trong văn phòng mình, được chưa? Còn daddy là gì đấy, là những cái người chủ yếu là những người mà còn những cái mức lương thấp, ví dụ như là gì đấy nhỉ, ví dụ như là nhân viên văn phòng hay là gì đấy, làm nhà hàng. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái cụm từ này trong đoạn 2 là nó ám chỉ đến cái gì nhá các em nhỉ. Này, mình sẽ dựng vào đoạn 2 mà chứa cái cụm từ này, được chưa? Đây rồi, mình sẽ đọc cho chị cái thông tin là gì đây. So thì these info, cho đến nay thì cái tổn thất đã được hạn chế đối với gì đấy nhỉ? Đối với cái này đúng nha, cho đến nay so far cái tổn thất đúng không, mà thì đấy nhỉ, cái tổn thất mà đã được hạn chế đối với những cái kiểu cổ áo mà có màu xanh ý, cụ thể là trong cái ngành sản xuất, tức là người ta đang nói đến cái người mà công nhân làm trong một cái gì đấy nhỉ, nói đến sản xuất thì phải là công nhân rồi, công nhân đấy là nói về những cái người mà làm trong nhà máy ý, hoặc là làm trong một cái gì đấy nhỉ, ở nhân viên văn phòng chẳng hạn đúng không, thì người ta cũng hay gọi là công nhân ấy. Thế thì ở đây chúng ta đáp án câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đấy nhỉ, C okay nhỉ. Câu 14 của chúng ta là liên quan đến kiến thức về gì đấy nhỉ, từ vựng. Nào, ở đây thì chúng ta có cái từ gì đấy nhỉ, irreversible, có nghĩa là gì ạ? Irreversible có nghĩa là không thể thay đổi được nhỉ. Không thể thay đổi được. Thì đáp án đây của chúng ta ấy, thì implement này có nghĩa là tạm thời. Maybe chúng ta nhỉ, remediable có nghĩa là gì đấy, có thể gọi là sửa chữa được nhỉ. Repairable nó có nghĩa là có thể đền bù được. Và daddy chúng ta là không thể thay đổi được nhỉ. Như vậy thì với câu 14 của chúng ta đúng không, thì đáp án không thể thay đổi được thì dĩ nhiên bằng nghĩa chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án là daddy rồi, daddy rồi, ok không? Câu số 15 là theo đoạn văn thì cái điều nào dưới đây ấy là không đúng về cái nghề nghiệp trong tương lai đúng không, thì ở đây chúng ta sẽ gì đây nhỉ, dựa vào cái thông tin này đúng không, nào mình sẽ dựa cho chị vào những cái đoạn sau thế nhỉ. Đầu tiên là đối với đáp án A đi chứ nhá, trí thông minh nhân tạo, robot và các cái gì đây nhỉ, và các cái công nghệ khác tiếp tục thì được sử dụng đúng nhỉ, được sử dụng sẽ khiến cho gì đấy, nhiều người lao động out of job, có nghĩa là mất gì đây nhỉ, mất việc nhỉ. Như vậy thì với đáp án A thì chúng ta nhé, mình sẽ dựa cho chị vào cái thông tin gì đấy nhỉ, với cái đáp án này thì chúng ta sẽ dựa cho chị vào thông tin được đoạn sau một đây. Nhưng mà thay vì một cái tương lai, thay vì một cái tương lai tăng trưởng về việc làm ấy đúng không, thì các nhà kinh tế hội đồng quản trị đang các nhà kinh tế hội đồng quản trị các nhà kinh tế hội đồng quản trị đã dự đoán là gì đây nhỉ, đã dự đoán là những cái thiệt hại hơn nữa khi mà gì đây có AI hay là gì nhỉ, người máy và các công nghệ khác tiếp tục được mở ra, thì cái điều tranh luận ở đây đó là gì đây nhỉ, điều này có thể xảy ra nhanh như thế nào, chứ nó không nói là gì đây nhỉ, chứ nó không nói là cũng ok mà nhỉ, đúng không, tức là nó cũng có nói về cái việc mà gì đấy, nếu mà cái này thì tiếp tục được sử dụng thì nó sẽ khiến cho người lao động mất việc, đúng không, hợp lý đúng không, thì đáp án đây là đáp án đúng rồi đúng không, thế nên là gì đấy, đáp án A là đáp án đúng thì chúng ta sẽ không được chọn, bởi vì bài này người ta đang yêu cầu tìm đáp án sai mà đúng không. Baby là dựa vào cái keyword này,
Nào, thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì đây nhỉ? Dựa vào thông tin của đoạn thứ 2, thông tin sau. Đây. Được chưa nhỉ? Ở đây thì có nói là gì đấy? Ở đây thì có nói là gì nhỉ? Theo Art Binger thì nhà đầu tư mạo hiểm đúng nhỉ? Theo Art Binger thì một cái nhà đầu tư mạo hiểm ý, ok nhỉ? Và thành viên hội đồng quản trị, và thành viên hội đồng quản trị tại những cái trường gì đấy, trường kinh doanh, thì tất cả những cái quốc gia đang phát triển trên trái đất này sẽ gì đấy nhỉ? Sẽ chứng kiến cái tỷ lệ mất việc lên đến 47% trong vòng 20 năm tới đúng nhỉ? Theo một cái nghiên cứu gần đây của Oxford thì không có chính phủ nào được gì đấy nhỉ, không có một cái chính quyền chính phủ nào mà được gì đấy nhỉ, mà được gọi là chuẩn bị đúng nhỉ, theo báo cáo của The Economist là nói như vậy. Vậy thì với cái đáp án baby đúng không nhỉ, baby thì lại nói là gì đấy, mỗi quốc gia đúng nhỉ, baby thì lại nói là mỗi đất nước đã áp dụng nhiều chính sách để chuẩn bị. Nhưng ở trên người ta bảo là không có một cái nào mà được chuẩn bị cả, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta baby là bị thầy rồi, sai rồi, đúng không nhỉ? Nên là chúng ta sẽ chọn luôn đáp án là baby gì? Baby, đúng không? Sai luôn rồi. Bởi vì ở trong kia nó bảo là gì đấy nhỉ? Nó bảo là không có một cái gì đấy nhỉ? Tức là không có một cái chính phủ nào được chuẩn bị. Và đây bảo là mỗi quốc gia đều được chuẩn bị là sai rồi, đúng không? Đó, sai luôn rồi. Rồi, câu tiếp theo. Theo đoạn 4, ở đây nó nói thông qua theo đoạn 4. Thì cái gì đấy nhỉ? Cái lợi ích của cơ giới hóa là gì, là keyword của chúng ta sẽ dựa vào hai cái này. Thì cái đoạn mà chúng ta sẽ căn cứ vào dựa vào keyword đấy đúng nhỉ, nó chính là ở thông tin sau đây. Ok chưa? Như vậy thì ở đây còn nói là gì đấy, để rõ ràng đúng không? Để rõ ràng thì cơ giới hóa luôn khiến cho gì đấy nhỉ, cơ giới hóa luôn khiến cho chúng ta như nào đấy, gọi là luôn luôn khiến cho chúng ta mất việc này. Ví dụ như là đây nhé, for instance, mình có một cái gì đấy nhỉ, mình có một cái máy dệt cơ khí đã được đưa, tức là đã đưa các thợ dệt ra khỏi lĩnh vực kinh doanh này đúng nhỉ, đã đưa các cái thợ dệt ra khỏi kinh doanh luôn rồi này. Thế nhưng mà nó cũng tạo ra những cái công ăn việc làm, nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra công ăn việc làm. Nếu nhờ cơ khí thì phải cho máy móc hoạt thì hoạt động đúng không, mà thợ máy thì phải thì đấy, dĩ nhiên là về cái cơ khí này nó cũng sẽ tạo ra công việc đấy, tức là cơ khí thì phải giữ cho máy móc hoạt động, mà máy móc hoạt động thì phải nhờ vào thợ gì, thợ máy phải chế tạo các bộ phận cho chúng mà đúng không, nên là phải chế tạo các cái bộ phận cho chúng, và công nhân thì phải gì đấy nhỉ, thì phải luôn luôn là gì đấy, theo sát chúng và chăm sóc chúng đúng không, vân vân. Thế thì ở theo đoạn 4 thì lợi ích của cơ giới hóa ấy, nó sẽ khiến cho gì đấy nhỉ, mặc dù là nó khiến cho nhiều người mất việc, nhưng mà nó cũng sẽ tạo công gì đấy, công việc ý nó là như thế đúng không. Vậy thì trong đáp án A của chúng ta là gì, mặc dù là cái này nó tạo cho nhiều người bị thì đấy ham cho gọi là mất việc, nhưng mà nó cũng sẽ tạo cho công việc đúng không. Thì đây là câu này chúng ta sẽ chọn con đáp án A. Câu số 17 là liên quan đến kiến thức về từ vựng, chúng ta có từ obsolete có nghĩa là gì đấy nhỉ, quá hạn lỗi thời. Outdated có nghĩa là lạc hậu, modern có nghĩa là hiện đại, fashionable thời trang, và adventurous có nghĩa là mạo hiểm. Adventurous mạo hiểm. Như vậy thì bằng nghĩa về nào nhà mình sẽ lựa chọn nghe là gì đây? A thôi đúng không? Rồi câu 7. Câu 7 của chúng ta thì liên quan đến câu hỏi quy chiếu, tức là cái tự in động đây này, ở đoạn thứ 5 thì nó đang quy chiếu được cái gì? Thì people có nghĩa là mọi người, task có nghĩa là gì đấy nhỉ, nhiệm vụ, computer máy tính, và gì đấy nhỉ, daily của chúng ta là toàn bộ tầng lớp trung lưu đúng không? Được chưa? Như vậy thì với câu này chúng ta mình sẽ kéo lên đoạn thứ 5 này.
Đây, nào. Ở đây có nói là gì đây? This coming technological revolution. Cái cuộc cách mạng công nghiệp sắp tới này thì nó được gì đây nhỉ? Settle, nó được thiết lập để gì đây? Wipe out, xóa sổ. Để gì đây? Xóa sổ những cái gì mà trông nó có vẻ là toàn bộ tầng lớp đấy nhỉ? Tầng lớp trung lưu, đúng nhỉ? Tầng lớp trung lưu. Máy tính thì nó không chỉ là gì đây? Có thể thực hiện được các cái nhiệm vụ với những cái chi phí rẻ hơn con người, đúng không? Mà chúng còn sẽ hiệu quả hơn. Thế thì ở đây tức là chúng này hiệu quả, nó thực hiện được hơn con người, chúng sẽ hiệu quả hơn, thì chúng đây là chính là đang ám chỉ đến máy gì đấy, máy tính, đúng không? Thế nên là câu này chúng ta sẽ lựa chọn ngay đáp án là C để cho nhau. Câu số 19 này. Câu 19 của chúng ta là liên quan đến kiến thức về gì đấy nhỉ? Gọi là suy luận, đúng nhỉ? Suy luận. Tại sao các bạn đề cập trong đoạn cuối nhé? Tại sao các bạn lại đề cập trong đoạn cuối rằng là gì đấy nhỉ? Rằng là kế toán này, kế toán. Rằng là kế toán này, hay là bác sĩ này, hay là luật gì đấy? Luật sư. Hay là giáo viên thì là gì đấy nhỉ? Công chức, đúng nhỉ? Và gì đấy? Nhà phân tích hành chính là các cái công việc an toàn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin mà chứa. Câu này câu hỏi tính thông tin chứ cũng chẳng là suy luận, đúng không? Nào, mình sẽ dựa vào đây và đúng cái đoạn này, đúng không? À sorry, bảo là những cái công việc không an toàn, không an toàn, đúng không? Vì sao lại như vậy này? Vì có nói là gì đấy? Theo economics, theo economics thì có nói là gì đây nhỉ? Máy tính sẽ có thể phân tích, sẽ có thể phân tích này và so sánh, có thể phân tích và so sánh hàng loạt những cái dữ liệu để mà đưa ra các cái gì đấy, các cái quyết định về tài chính, các cái quyết định về tài chính hoặc là y tế này, sẽ có gì đấy, ít cái khả năng là gì đây nhỉ? gian lận hoặc là chuẩn đoán sai, đúng nhỉ? Đây là gian lận, sẽ ít có cái khả năng gian lận là chuẩn đoán sai, hay là quy trình thì nó sẽ hiệu gì đấy, hiệu quả hơn, đúng không nhỉ? Như vậy thì ở đây trong đoạn cuối cái thông tin này nó được đưa ra ấy, là bởi vì sao nào? Cái thông tin nó chính là nói là bởi vì gì đấy nhỉ? Bởi vì là máy tính nó có khả năng phân tích này, đúng không, và tạo ra một lượng dữ liệu lớn với cái độ chính xác gì đấy, accuracy, độ chính xác cao, đúng không nhỉ? Như vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ chọn đáp án là C, được chưa? Rồi, bài đọc lục lộn nhá, câu số 20. Nào, câu này của chúng ta là liên quan đến kiến thức về từ vựng rồi. Bacterium có nghĩa là vi khuẩn. Cái này của chúng ta là đang thật là gì nhỉ? Số gì đây? Số ít nhá. Còn bacteria đó là số nhiều vậy. Đây này, cái này là dạng gì đấy nhỉ? Số nhiều này, là vi khuẩn. Là số nhiều. Insects, có nghĩa là sâu bọ hoặc là côn trùng. Virus là gì đấy? Virus. Nhỉ? Như vậy thì với câu này của chúng ta mình sẽ kéo lên này. Ở đây thì có nói là gì đấy? Sinh vật sống thì bao gồm là gì đây nhỉ? Bao gồm là cả thế giới gọi là hữu hình, đúng nhỉ? Hữu hình của động vật này, thực vật này và gì? Nấm, đúng nhỉ? Cũng như là gì đấy? Cũng như là cái thế giới vô hình của gì đấy? Vi khuẩn, virus, đúng nhỉ? Vi khuẩn và virus. Ở đây thì chúng ta thấy là bên này chúng ta là danh từ số nhiều đối với nhau bằng em chưa? Thế nên là vi khuẩn số nhiều thì chúng ta sẽ chọn đáp án là bay gì? Baby, được chưa nhỉ? Rồi, câu số 2 nhá. Metabolic có nghĩa là gì đây? Thuộc về trao đổi chất, chuyển hóa nhá. Chuyển hóa nhá. Metabolism có nghĩa là gì đấy? Sự trao đổi chất, sự chuyển hóa.
C của chúng ta, cái này là đuôi của động từ thôi, có nghĩa là chuyển hóa, đúng nhở? Và đây là đuôi của trạng từ. Vậy thì ở đây của chúng ta nhá, câu này liên quan đến kiến thức về từ loại rồi. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy phía sau có từ process là một danh gì đấy? Danh từ. Thế nên là trước danh từ nó phải là một tính gì đây nhỉ? Tính từ, đúng nhờ? Các cái quá trình trao đổi chất thì các quá trình trao đổi chất chúng sẽ lựa chọn được ngay đáp án gì đây? Ok chưa? Rồi câu số 3 này. Câu số 3 thì đối với tin nó sẽ đi với một cái danh từ số gì đây nhỉ? Số nhiều nhưng không xác định. Mostly thì nó như là một trạng từ nha, các chủ gì đấy, chủ yếu hoặc phần lớn. Almost có những bằng gì đấy nhỉ? Nó bằng với cả nearly, là gần như. Và most thì nó đi với một cái danh từ là xác định không? Xác định thì thường là phía trước nó có thể là có mặt từ go hoặc là tính từ sở hữu nha. Số nhiều và danh từ là danh từ xác định rồi. Ok không nhỉ? Mang nghĩa là hầu hết. Ở đây thì chúng ta thấy là phía sau của chúng ta nhé. Phía sau của chúng ta thì các bạn thấy là instantly đúng nhá. Vậy thì ở đây nhá, nếu mà em sử dụng với đáp án A và đây đi, phía sau có phải là danh từ không? Mostly trong trường hợp baby thì mang nghĩa là chủ yếu. Ở đây thì chúng ta thấy là dựa vào nghĩa ấy, thì ở đây là ngay lập tức đúng không? Mình không thể nói là chủ yếu ngay lập tức, mà ở đây phải nói là gì nhỉ? Gần như là ngay lập tức bạn lại cảm thấy gì đây nhỉ? Bạn sẽ lại cảm thấy đau đớn gần như là ngay lập tức đúng không? Vậy thì câu này của chúng ta mình sẽ lựa chọn được đáp án là gì đây nhỉ? C là một nhận. Ok. 23 của chúng ta là liên quan đến kiến thức về gì đấy nhau? Liên từ because có nghĩa là bởi vì, chưa? Có nghĩa là bởi vì. On account là có nghĩa là gì đấy nhỉ? Bởi vì nếu như nó đi với em nhỉ? As a reason, vì thế mà. Cái này thì nó đi với một mệnh đề nhá. Cái này thì đi với một cụm danh từ thôi, cái này đi với một mệnh đề này. As a reason thì cái này thì nó mang nghĩa là do. Vì em nhận cái này thì thường nó sẽ mắc vào sâu đây này đúng không? Còn cái này thì kiểu là bởi vì, ok chưa? Thế dựa vào cái tình huống câu này nhá, nào ở đây thì có nói là gì đấy, bạn có thể sẽ bắt đầu cảm thấy gọi là gì đấy nhỉ, khó thở và tăng cái nhịp gì, nhịp tim đúng nhở, do cái gì đấy. Ôi rồi đặt câu này cho mất đáp án sẽ thay đổi sẽ là gì, as a result này em nhỉ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án này đi nhá. Chắc là chỉ có cho S thôi nhưng mà chắc là kiểu hơi hơi đánh lỗi mặc lỗi ở đấy một chút xíu rồi nha, do cái gì đấy đúng không? Rồi câu số 5 chúng ta có từ prolong nghĩa là gì đây nhỉ? Kéo dài. Enduring có nghĩa là gì đây? Lâu dài, vĩnh viễn. Lasting có nghĩa là gì đấy nhỉ? À, bền vững lâu dài. Và long thì có nghĩa là dài. Như vậy thì với câu này của chúng ta cũng như mình sẽ lại phải dựng vào gì đấy, tình huống thôi để mình dịch tình huống này. Những cái gì đây? Những cái thay đổi liên quan đến cơ thể nó xảy ra là một cái kết quả của những cái thay đổi kéo dài đúng nhỉ? Trong môi gì đấy? Môi trường cái thay đổi kéo dài đúng nhỉ? Thế thì ở đây của chúng ta mình sẽ phải lựa chọn đáp án là gì đây, là kết quả của những cái sự thay đổi kéo dài ra đúng không? Vậy thì ở đây kiểu như là kéo dài nhưng mà nó không đến mức độ là vĩnh viễn này, chúng ta sẽ không sử dụng được đáp án là baby. Còn daddy thì nó dài dài đấy về chiều dài em nhỉ, ở đây là kéo dài như kiểu trong một khoảng thời gian dài đó, ok em nhỉ, được chưa? Thế thì ở đây của chúng ta mình sẽ lựa chọn đáp án là gì đây nhỉ? Ây nhá, kèm nhỉ. Những cái thay đổi kéo dài trong môi trường, còn từ lasting lâu dài là về thời gian. Đây là thay đổi đúng không? Cái này là dùng nói về thời gian thôi. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn đáp án A là phù hợp nhất, được chưa? Rồi, như vậy là ngày hôm nay chị đã chữa xong cho các bạn về cái tiết thứ 84 rồi. Thì về nhà tiết này các bạn sẽ ôn tập lại chị về cái văn phân từ là một. Thứ hai là có những cái từ vựng hay là cụm từ nào đấy thì các bạn ghi lại nhá, lưu lại để chúng ta học nhá. Ok chưa nhỉ? Rồi các bạn nghỉ nhá, PDFM, see ya.